siêu sự kiện đồng hành chung kết quốc gia dinh quà thả ga của FIFA 24 dành cho tất cả huấn luyện viên. Từ ngày 4 tháng 10 đến 7 tháng 10, chỉ cần chơi FIFA 24 và theo dõi vòng chung kết giải đấu National Championship mùa 1 năm 2018 để nhận ngay cơ hội sở hữu xe máy Yamaha Exciter, điện thoại iPhone XS Max, máy tính cơ Razer, thẻ top 10 mùa Tournament Best, vật phẩm FIFA 24 và rất nhiều phần quà in-game cực giá trị đang chờ đón các bạn. Ngay bây giờ hãy cùng FIFA 24 đồng hành chung kết quốc gia dinh quà thả ga tại event.f4.garena.vn. Đón xem vòng chung kết quốc gia giải đấu National Championship 2018 của FIFA 24 lúc 17:30 ngày 7 tháng 10 năm 2018. Vinh Quang sẽ gọi tên ai?